hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu EGGC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 21 giờ của truyền hình Bình Phước. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, tính từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày hôm nay 1 tháng 9, cả nước ghi nhận 11.434 ca mắc mới, trong đó 5 ca nhập cảnh, 11.429 ca trong nước, 9.862 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca, tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 76 ca, Bình Dương giảm 1.090 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca, Tiền Giang giảm 20 ca. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm mới trong nước là 469.311 ca, trong đó có 245.948 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 226.622 ca, Bình Dương 118.228 ca, Đồng Nai 24.525 ca, Long An 22.638 ca, Tiền Giang 9.846 ca. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, 19 giờ 25 phút hôm nay ngày 1 tháng 9, ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, cụ thể Lộc Ninh 1 ca ở xã Lộc Tấn là F1 của bệnh nhân 423221 đã cách ly trước đó. Phước Long 1 ca là tài xế xe tải công ty Orion Bình Dương đến giao hàng tại Phước Long test nhanh dương tính ở chốt kiểm soát ngõ vào thị xã. Lũy kế đến nay Bình Phước có 502 ca, tổng số xuất viện là 283 ca, tổng số ca tử vong 6 ca. Thưa quý vị, trên cơ sở thực tiễn diễn biến tình hình dịch COVID-19, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục ban hành danh sách đánh giá mới về mức độ nguy cơ đối với 111 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau tròn 15 ngày tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, theo danh sách xếp loại các xã phường thị trấn trên địa bàn đánh giá mức độ nguy cơ, danh sách mới ban hành hôm nay cho thấy có sự thay đổi theo hướng tích cực. Khi vùng xanh tăng lên, vùng cam giảm đi, vùng vàng chênh lệch ít và tiếp tục chưa có vùng đỏ. Cụ thể, vùng xanh có 53 xã phường thị trấn, tăng 6 xã phường thị trấn, vùng vàng có 38 xã phường thị trấn, vùng cam có 20 xã phường thị trấn, giảm 5 xã phường thị trấn. Các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh được xếp loại như sau. Thành phố Đồng Xoài, vùng xanh, Tân Đồng, Tân Xuân, Tiến Thành, vùng vàng, Tân Phú, Tân Thiện, Tân Bình, vùng cam, Tân Thành, Tiến Hưng. Thị xã Phước Long, vùng xanh, Thác Mơ, Long Thủy, Phước Tín, Long Phước, Long Giang, Phước Bình, Sơn Giang. Thị xã Bình Long, vùng xanh, Phú Thịnh, Thanh Phú, Hưng Chiến, Phú Đức, vùng vàng, An Lộc, Thanh Lương. Huyện Chơn Thành, vùng xanh, Minh Lập, Nha Bích, vùng vàng, Minh Thắng, Quang Minh. Vùng cam, thị trấn Chơn Thành, Thành Tâm, Minh Thành, Minh Long, Minh Hưng. Huyện Đồng Phú, vùng xanh, Tân Phước, Tân Hưng, vùng vàng, Đồng Tâm, Tân Lợi, Thuận Phú, Đồng Tiến, vùng cam, Tân Hòa, thị trấn Tân Phú, Tân Lập, Tân Tiến. Huyện Hớn Quản, vùng xanh, An Khương, An Phú, Minh Đức, Thanh Bình, Đồng Nơ, Tân Hiệp, Tân Quan, Phước An, thị trấn Tân Khai, Tân Hưng, Tân Lợi, vùng vàng, Thanh An, Minh Tâm. Huyện Lộc Ninh, vùng xanh, Lộc Thiện, Lộc Thuận, Lộc Khánh, Lộc Hưng, Lộc Phú, Lộc Điền, Lộc Quang. Vùng vàng, Lộc Hiệp, Lộc Thịnh, Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc An, thị trấn Lộc Ninh. Vùng cam, Lộc Hòa, Lộc Thạnh. Huyện Bù Đăng, vùng xanh, Đoàn Kết, Đồng Nai, Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Trung, Phước Sơn, Bom Bo, Nghĩa Bình. Vùng vàng, thị trấn Đức Phong, Đường 10, Đắc Nhau, Thọ Sơn, Minh Hưng, Bình Minh. Vùng cam, Phú Sơn, Đăng Hà. Huyện Bù Đốp, vùng vàng, thị trấn Thanh Bình, Tân Tiến, Phước Thiện, Thanh Hòa. Vùng cam, Hưng Phước, Tân Thành, Thiện Hưng. Huyện Bù Sa Mập, vùng xanh, Đức Hạnh, Phú Văn. Vùng vàng, Đa Kia, Phú Nghĩa, Phước Minh, Bình Thắng. Vùng cam, Đắc Ơ, Bù Sa Mập. Huyện Phú Xiềng, vùng xanh, Bình Tân, Bình Sơn, Phước Tân, Long Bình, Phú Trung, Phú Xiềng. Vùng vàng, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng.
Theo đánh giá mức độ nguy cơ, tổng cộng trên địa bàn tỉnh có 53 vùng xanh, 38 vùng vàng và 20 vùng cam, không có vùng đỏ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hôm nay đã có quyết định thành lập lực lượng xung kích phòng chống dịch COVID-19 khối huyện, thị xã, thành phố, gồm 4.073 người. Đây là lực lượng đã được tập huấn nghiệp vụ, được tiêm vaccine, test COVID-19 và khám sức khỏe định kỳ, được cấp thẻ thực hiện nhiệm vụ, được hưởng chế độ phù hợp theo quy định. Lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế trong lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các ổ dịch, điểm có ca nhiễm trong cộng đồng. Đối tượng tham gia lực lượng xung kích phòng chống dịch COVID-19 ở khối tỉnh gồm cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị và nhóm cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục, nhóm sinh viên, học viên trường Cao đẳng Bình Phước. Đối với khối huyện, lực lượng xung kích gồm cán bộ công chức viên chức do các tổ chức cơ quan đơn vị lựa chọn theo tiêu chuẩn chung phù hợp với đặc thù của cơ quan đơn vị, lực lượng y tế tư nhân, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ đã nghỉ hưu tham gia. Về số lượng, khối tỉnh 30% trên tổng số cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, khối huyện 30% trên tổng số cán bộ công chức viên chức kể cả viên chức ngành giáo dục. Hôm nay, thị xã Phước Long tiếp tục có 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh và ra viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh là 21 người. Trường hợp ra viện là bệnh nhân 47 tuổi, ngụ phường Long Phước và bệnh nhân 21 tuổi, ngụ phường Phước Bình. Trong thời gian điều trị, cả hai bệnh nhân đã rất tích cực hợp tác với đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, tuân thủ phác đồ điều trị, có ý chí và niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Do đó, kết quả xét nghiệm real-time PCR trong 2 lần mới nhất đều âm tính, đủ tiêu chuẩn ra viện. Dịp này, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Phước Long đã trao quyết định hoàn thành biện pháp cách ly điều trị cho 2 bệnh nhân khỏi bệnh. Thưa quý vị, sáng sớm nay thêm 1.000 đơn vị máu từ Hà Nội đã đến Thành phố Hồ Chí Minh, được Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đưa về lưu trữ tiếp tục cung cấp tới các bệnh viện. Tính từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9, đã có gần 10.000 đơn vị máu được chi viện tới các tỉnh thành phố phía Nam, trong đó 6.000 đơn vị máu được chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh và 3.350 đơn vị tới Cần Thơ. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng máu tiếp nhận dự trữ của thành phố đã giảm nghiêm trọng. Hiện tại đây chỉ ưu tiên cấp phát máu cho các trường hợp cấp cứu. Nhờ có chi viện từ phía Bắc, việc đảm bảo nhu cầu máu cho 150 bệnh viện trong toàn thành phố, bao gồm các bệnh viện dã chiến, đã được yên tâm hơn. Còn theo Sở Y tế Đà Nẵng, từ hôm nay đến ngày 5 tháng 9, Thành phố Đà Nẵng sẽ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho hơn 32.000 người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên. Cụ thể, đợt này Đà Nẵng sẽ ưu tiên tiêm ngừa COVID-19 cho 32.200 người thuộc các lực lượng tham gia phòng chống dịch của quận, huyện, xã, phường, ban điều hành phòng chống dịch COVID-19 các cấp, công nhân khu công nghiệp, người lao động tại các công trình trọng điểm của thành phố, người cung cấp các dịch vụ vận tải, dược, các chức sắc tôn giáo và hơn 14.000 giáo viên, giảng viên tại các trường thuộc sở, quận, huyện và Đại học Đà Nẵng quản lý. Theo thống kê, đến nay Đà Nẵng đã tiêm hơn 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó khoảng 165.000 người đã tiêm một mũi và gần 38.000 người tiêm đủ 2 mũi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 21 giờ của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo. Hãy uống ngay trà sách cao độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.